Ủa, cái gì cây nến thần kìa? Ê, mua cái này là được trả tiền lại nè. Dạ đúng rồi bà con. Bữa nay bà con mình tới gian hàng của con là chính xác luôn. Con xin giới thiệu với bà con mình, đây là ứng dụng mua hàng online mới có tên là cây nến thần. Thổi một phát, nhận hàng tức thì, hoàn tiền tức khắc mà lên tới 80% luôn. Ôi, một ngày nhất, ưu đãi một ngày nhất nha bà con. Ôi, dạ, đã nha. 80%. Ờ, cái này mua đồ được hoàn tiền lại nè, đã không? Đúng rồi. Nè, cho tôi hỏi á, giờ tiền nong làm sao? Dạ rồi, bà con cứ bình tĩnh. Bây giờ con sẽ giới thiệu chi tiết cho bà con mình hiểu ha. Dạ đây, rồi bây giờ trước tiên, bà con mình lấy điện thoại di động ra nè. Đó, bà con mình thấy cái mã này ở đây không à? Bà con sẽ scan cái mã này vô điện thoại của mình để tải ứng dụng cây nến thần về ha. Rồi thôi, đó đó. Đúng rồi. Rồi chưa bà con mình scan hết chưa? Rồi, được rồi. Tiếp nè. Theo là mình sẽ điền thông tin cá nhân với lại ghi số tài khoản của mình vô. Mà bà con mình nhớ là phải ghi cho đúng số tài khoản để khi bên con hoàn tiền á thì không có hoàn lộn người. Nhớ nha bà con. Và còn một điều đặc biệt là app này mình không có xài tiền mặt mà mình sẽ xài xu. Tức có nghĩa là bà con sẽ đưa tiền mặt cho con sẽ gửi xu vô tài khoản cho bà con. Bà con sẽ dùng xu đó để mua hàng thì bên con mới có thể hoàn tiền mặt vô trong tài khoản của bà con được. Bà con hiểu chưa nè? Trời sao gắt gối vậy? Con hiểu không? Nè, chú em. Dạ. Vậy là bây giờ tôi scan cái app này vô, xong rồi tôi mua xu được hoàn tiền thật đúng không? Dạ đúng rồi chú, mà được lên tới 80% luôn đó. Dạ. Vậy tôi mua 500. Dạ. Dạ. Con sẽ gửi xu vô tài khoản của chú nha. Dạ rồi, chú kiểm tra giùm con. Bà con ơi, tôi được nhận được 500 xu rồi nè. Trời ơi kìa, có thiệt kìa. Đó. Rồi bây giờ chú chọn món hàng mà chú muốn mua đi. Bây giờ tôi mua cái chảo 200 xu nha. Một cái chảo 200 xu. Chốt đơn. Đây, con sẽ gửi cho chú luôn nha. Dạ. Cái chảo này xịn sò nè, bà xã tôi mới thích lắm nè. Rồi bây giờ chú đợi một chút là bên con sẽ hoàn tiền ngay tức thì lại cho chú luôn đó. Thiệt vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Ô, bà con ơi, hoàn tiền lại liền nè. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Được rồi, bà con mình cứ bình tĩnh. Rồi, con chịu nha, nhớ nha. Rồi, cứ từ. Rồi, đúng rồi. Dạ. Đây có cái truyền hình đồ dữ ta. Con về rồi hả? Về không báo gì cho người ra đón. Thôi được rồi, con nhớ quê con về gì đâu mà. À mà này, sáng nay á, mình mua được cái tivi á, rẻ như bèo luôn á, có 700 ngàn à. Có truyền hình bự vậy mới 700 ngàn cái gì? Trời, cái thằng này, sáng nay cũng người xuống á, coi cái gì quảng cáo cái gì áp cái gì á, mang tên ba cây nến thần mà giảm 80%. Trời ơi, gì thế vậy? Múc liền. Nói gì nghe nè, mấy cái đồ giảm giá vậy á, mua về nó hát được một bữa một hôm sau nó ngủm luôn. Thằng này miệng ăn mắm ăn muối mà nói lỡ không. Con nói thiệt á, trên Sài Gòn á đầy rẫy ra nó lừa đảo không đó. Thôi rồi Dượng nghe thằng Tí rồi. Thằng Tí á qua nhà dì Hai chơi rồi. Dượng con đi đòi tiền bán trâu. Chuẩn bị mua thằng Tí cái xe máy lên Sài Gòn nó học. Thôi đi xuống nhà đi. Đi dì sắp cơm con ăn. Rồi bây giờ bà con mình cần mua món hàng nào ở đây không à? Rồi một cái nồi, một sinh tố. Dạ rồi, ok. Vui quá vậy hả? Dạ, dạ. Chào cô. Cô cần mua gì? Tôi tính mua cái xe máy á, chừng nào có. À, xe máy thì tụi con sẽ vận chuyển từ trên tỉnh về, có thể là chiều sẽ tới đó cô. Chiều có luôn hả? Dạ. Đó, thấy chưa? Nè, tôi đặt cọc trước nha, 50 triệu. Dạ rồi. Chị mặt đối tiện. Cô cho con xin tên ha, để con chốt đơn luôn nè. Dạ xong, 50 triệu đặt một chiếc xe. Rồi. Dạ xong, rồi. Chiều nay là cô gửi ra đây là sẽ nhận được xe thôi ha. Rồi bà con mình ai còn đặt món hàng gì nữa con chốt đơn luôn nè. Rồi TV, sinh tố. Em cái laptop hả? Ok. Chưa giao mà điện thoại cậu còn nhớ không có là sao vậy? Vì mày sốt hết cả ruột nên này, nóng gan nên này, mà mày thì ngồi đọc truyện làm ăn hùng dạo không à? Đọc truyện là để mở mang kiến thức, còn ăn hùng dạo là đam mê. Trời ơi trời,
Cô Thơm, xe máy của cô về chưa? Sao chiều đến giờ con đợi hoài mà không thấy đâu hết vậy? Không thấy gì hết trơn nè, cô còn nhớ không có luôn á. Ủa, con cũng tính gọi cho hàng bán á, mà gọi hoài không được. Đó, làm sao giờ? Chị đưa số điện thoại của con nó đây. Nè, làm gì lâu chứ vậy? Ông làm gì mà ông gọi hoài vậy? Từ từ tôi ra. Trời ơi, thôi không nói nhiều. Nè, trả laptop cho cậu đó. Nè, đồ nè, trả đi. Trả tiền cho tôi. Đó. Gì? Có nhiêu đây rồi, tiền quê hồng đâu? Yên tâm đi, rồi từ từ tôi đưa sao. Công nhận ha, mấy con ngồi dùng mày ngu thiệt á. Mới nói có mấy câu rồi, móc tiền nó đưa hết luôn. Đâu ra mà ngon ăn vậy? Ở đây là thôn quê mà, dễ lắm. Nè, hễ lần sau mà có cứ điện thoại cho tôi biết trước. Tôi làm nguyên cái sân khấu để cho cậu diễn. Rồi, lần sau tôi tới tôi nói em trước. Đi nha. Điện thoại điện thoại nha. Alo, anh Minh hả? Dạ đúng rồi. Tôi Minh đây. Có biết chương trình của anh còn không mà? Sao anh? Tôi muốn một chiếc xe hơi. Xe hơi hả? Dạ rồi, có hết chứ. Rồi, anh đợi một chút ha. Dạ rồi, ok anh. Rồi, tôi sẽ giải quyết cho anh liền. Ok. Cậu mồi tiếp. Mồi lớn rồi. Thay mặt bà con ở cái thôn này, xin cảm ơn chú Minh đã đưa cái chương trình này về cho bà con chúng ta tiếp cận được một cái chương trình rất là hiện đại để phát triển kinh tế đời sống cho bà con. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ chỉ có đúng một ngày duy nhất thôi, bà con mình ai còn muốn mua món hàng nào nữa, chốt đơn liền để em giải quyết trong hôm nay luôn nha. Chỉ có một ngày duy nhất thôi nha bà con. Còn tôi nè. Rồi chào anh. Anh muốn mua món gì? Tôi là người hồi nãy gọi điện đặt cái chiếc xe hơi á. Rồi tôi nhớ rồi. Anh đã tải app này chưa? Rồi tôi tải rồi, đăng ký thông tin hết rồi. Dạ rồi. Nhưng mà có vấn đề tôi nói cho cậu nghe. Tôi thì không có tiền mặt ở đây, tôi chỉ có tiền trong thẻ thôi. Thẻ tôi rất là nhiều tiền. Bây giờ anh có quẹt thẻ hoặc là tôi chuyển tiền cho anh cũng được. Dạ, tại vì chương trình này á là phải có tiền mặt thì tụi em mới có thể có ưu đãi 80% cho anh được. Tôi không cần ưu đãi gì hết á. Dạ rồi, vậy thì bây giờ hôm nay cũng gần hết ngày rồi. Mà xe hơi cũng tương đối là lớn. Cho nên là cuối tuần này tôi sẽ giao xe cho anh. Bây giờ anh còn bao nhiêu tiền mặt thì anh đưa trước cho tôi. Rồi khi mà nhận được xe, mình sẽ thanh toán luôn phần còn lại. Vậy ha. Anh nói cũng có lý. Thôi giờ thấy anh nhiệt tình, tôi ủng hộ anh thêm cái laptop được không? Dạ được chứ. Đây, laptop rất là xịn sò luôn đó. Anh coi đi. Ok á. Tôi test được không? Dạ được chứ, anh cứ thoải mái. Dạ. Này mới mà. Bà con ơi, bây giờ tôi test cái máy tính này. Mọi người cùng coi thử ha. Ủa gì vậy? Ủa? Cái này là sao? Bà con bị lừa rồi chứ sao nữa? Thì ra tụi bay cùng một vụ với nhau. Ông chữ không đâu rồi? Ông chữ không đâu rồi? Cái đâu rồi? Ôi, bị lừa đảo. Rồi, chết rồi. Đất ơi. Mệt. Mày chạy không thoát được con trai. Mày là thằng nào? Mày dám phá đám việc làm ăn của tao? Mày không cần biết tao là ai, nhưng ăn tiền tao không dễ đâu. Trời ơi. Đó là lý do tại sao tao mặc giáp. Đây. Đi rồi. Từ từ anh ơi. Mày. Dạ. Lừa người dân bao nhiêu tiền, trả hết lại cho họ cho tao. Em trả. Trả đi. Dạ, con trả. Trả 5 triệu đi. Tôi 1 triệu. Dạ, đây, dạ, đây của mọi người. 5 triệu. Dạ rồi. Tôi 1 triệu. Rồi. Tôi 1 triệu. Còn không? Dạ không. Tôi hỏi mày còn không? Dạ không còn đồng bạc nào hết á. Hết rồi anh. Hết rồi đúng không? Dạ. Ông trưởng thôn. Trả hết tiền rồi đúng không? Dạ, hết rồi. Thì lên phường. Thả đi em đi anh.